Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hai trò ảo thuật nhỏ nhỏ vui vui với dây thun này. Đầu tiên các bạn xem nhé. Giờ mình sẽ làm ra nó xuyên qua. Đấy. Lại nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Đầu tiên bên này cho vào như này. Bên này là không có mẹo gì hết, tay này cứ để bình thường như này. Tay bên này các bạn kẹp như thế này. Kẹp như thế này nhé. Cho vào đây. Sau ngón tay cái. Rồi trong lúc các bạn kéo ra như này, các bạn móc cái ngón tay giữa vào đây. Thả ngón này ra, chọc vào đây. Bạn phải làm nhanh, cái này phải tập đã. Bóc vào đây, thả này là nó bật. Đấy, trong lúc nó bật ra là các bạn dí vào đây. Trông nó nhìn cho nó thật. Đấy. Một. Các bạn kéo lên, trong lúc các bạn kéo lên là các bạn thả này, chọc vào đây. Đấy. Tập một vài lần là được rồi. Một, hai. Nếu các bạn cảm thấy khó quá thì các bạn kéo sát nó vào đây. Kéo sát hai cái dây nó vào đây. Kẹp sát hai cái dây vào đây là ngón tay này tự động vào bạn. Rồi trò đầu tiên nó như vậy thôi. Rồi bây giờ đến trò thứ hai nha. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo cái dây này ra khỏi tay. 1, 2, 3. Rồi bây giờ lại nha. 1, 2, 3. Đây. Đây, thun vượt vào tay luôn. Rồi bây giờ đến cách làm trò này nhé. Đầu tiên các bạn giấu một cái trong này. Đây, cầm như thế này, rơi ra. Bên này các bạn đeo nhiều dây thun này. Trông đấy cho nó khó phát hiện. Rồi các bạn kéo một cái ra như thế này. Bạn kẹp sẵn nó bên này nhé. Đấy. Bạn kéo cái này. 1, 2, 3 thả ra. Đấy. Thì cái dây thun đấy nó bật bên này, nó vẫn nằm bên này. Còn cái ra là cái các bạn giấu sẵn bên này thôi. Rồi, trò này đơn giản vậy thôi. Nhưng mà các bạn muốn làm được thật thì trông như thật thì các bạn cũng phải tập nhé. Với lại sẽ đau tay đấy. Rồi, chào các bạn.